Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau bữa nhậu say up say down với Chanoba và Cliff, Rudy trở về nhà thì thấy Luke nằm ở trước cửa, người ra tay là Eris. Đó là cái kết dành cho kẻ dám tán tỉnh nhầm đối tượng. Đột nhiên Rudy nhớ rằng cậu chưa có báo cáo cho Aaron và Luke về người vợ thứ ba của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Luke gặp Eris, không ngờ giống như Austin đã nói, cậu ta ngay lập tức phải lòng cô ấy. Dù sao việc Luke hiện giờ có phải là tông đồ của Hitogami hay không thì vẫn chưa thể kết luận được. Nghĩ vậy Rudy nhanh chóng cõng cậu ta vào nhà. Cũng chả tốt đẹp gì đâu, Rudy sẽ tra hỏi Luke sau khi hắn tỉnh dậy. Người đầu tiên trông thấy Rudy về là Eris, cô ấy tỏ ra vui mừng nhưng ngay lập tức cau mày khi nhìn vào Luke. Hắn ta là người quen của cậu sao? À cũng không hẳn, cậu ta là đồng nghiệp của Siêu Phi. Vậy sao, xin lỗi nhá, tôi lỡ đánh hắn ta. Không sao, không đánh mới là lạ ấy. Rudy cũng cười thầm vì thấy Eris đang tỏ ra nhu mi. Không sao đâu, cậu ta chắc hẳn đã nói điều gì đó kỳ quái. Đúng đấy, vậy cậu ta là người xấu rồi. Dám động vào Eris thì là người xấu, thế nên Rudy sẽ đưa Luke xuống một căn phòng trống ở tầng 1 cho đỡ vướng chân tay của người trong nhà. Đột nhiên Eris ngăn Rudy lại và hỏi, thế cậu có muốn hôn lên tay của cô ấy không? Khẽ nhìn bàn tay của Eris, thô kệch và đầy vết chai của kiếm, Rudy nhanh trí trả lời là chỉ muốn ăn nó mà thôi. Ngay lập tức cậu đã bị cô ấy thụi một phát nhẹ vào bụng, không nhiều lực nhưng nó đã trúng nội tạng. Cái chuyện đó chỉ đêm thôi. Rồi với khuôn mặt đỏ ửng, Eris quay trở lại phòng khách. Đúng rồi, hôm nay đến lượt của cô ấy, Rudy rất là mong chờ. Cơ mà sao hôm nay nhà cửa vắng thế nhỉ, mọi người đâu hết rồi? Họ vẫn còn đang ngủ bởi vì đêm qua chúng tôi đã náo nhiệt. Nani, náo nhiệt mà không có chồng ở nhà sao? Rudy tự hỏi lẽ nào cậu đã bị tẩy chay. Mong là họ không nói xấu lẫn nhau. Rồi Aisa xuất hiện, vẫn điệu bộ vui vẻ như thường ngày. Em ấy nhanh chóng mách lẻo rằng khi mình đang ôm leo ngủ ngon lành thì mọi người tổ chức tiệc nhậu linh đình, tủi thần muốn chết. Chưa kể sáng nay thức dậy leo còn tè dầm nữa. Mặc dù trông lớn tướng nhưng nó vẫn là một đứa trẻ. Đó là kết luận cuối cùng của Aisa. Xem ra leo thuộc thành phần body phụ huynh nhưng tâm hồn mẫu giáo rồi. Vậy sau đó thì thế nào, em có đi giặt không? Tất nhiên rồi ạ. Sau đó Eris Ane cũng giúp em. Chị ấy như kiểu là hiểu nhầm. Khi em cố giải thích là không phải em đái dầm thì chị ấy không chịu tin cơ. Oni-chan hãy giải thích giúp em nhé. Hơn nữa cả đời em chưa bao giờ có từng làm ướt giường đâu ạ. Coi cái vẻ mặt oan uổng của Aisa kia, dễ thương quá đi. Mà cũng mừng khi Eris đang trở nên hòa đồng với mọi người. Sau khi đặt Luke vào căn phòng ở tầng 1, Rudy bắt đầu kiểm tra tình trạng của Siêu Phi và những người khác. Leo đang nằm ở cầu thang với thái độ nghiêm túc, đủ để khiến người ta nghĩ rằng nó không phải là đứa tè dâm. Rosie xem ra đã đi làm muộn, nhìn đống quần áo nằm rải rác khắp nơi trong phòng là hiểu rồi. Rudy tự hỏi lẽ nào đêm qua cô ấy cũng uống rượu sao? Nghĩ đến đây cậu hơi lo lắng. Thế giới này có ma thuật giải độc nhưng liệu rượu có để lại di chứng gì với đứa bé trong bụng cô ấy không? Siêu Phi thì đang ngủ trong phòng của cô ấy, có cả Elinalize nữa, hai bà cháu thân nhau ghê. Không có Cliff ở nhà thì Ellie rảnh rỗi nhỉ. Lilia và Janet cũng đang ngủ. Janet cuộn tròn như một đứa trẻ no sữa, cơ mà trong phòng vẫn thoang thoảng mùi rượu. Cái này nhất định là no rượu rồi. Chắc đêm qua vui lắm nên hai chiến binh gạo cội này mới say như vậy. Rồi Rudy nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà để tránh mọi người thức giấc. Lúc này cậu thấy Eris đang chơi đùa với Lucy. Con bé đứng trên ghế sofa cố bắt lấy tay của Eris, trong khi cô ấy hỗ trợ con bé với vẻ mặt căng thẳng. Cảnh tượng này khiến Rudy thấy ấm lòng. Đúng là nhà ba con vợ chồng hạnh phúc. Rồi Rudy trở lại phòng ở tầng 1, Luke đã mở mắt rồi. Ta đã mơ một giấc mơ về một thiên thần tóc đỏ. Một thiên thần đẹp ngời ngợi và dù với vẻ đáng yêu của nàng, ta cũng có thể cảm thấy được rõ sức mạnh của nàng. Quả là một thiên thần lý tưởng của ta và khi ta muốn hôn lên tay nàng, ôi tiếc thay, ta lại tỉnh dậy. Cậu ta đang lẩm bẩm điều gì đó mà Rudy không thể hiểu, chắc là cú đá của Eris gây tổn thương não luôn rồi. Tính lại đi, Luke Senpai, làm gì có thiên thần nào tóc đỏ? Rudius! Rồi Luke ngơ ngác nhìn Rudy, cậu ta vẫn chưa thể trở về thực tại được. Sao Rudius lại ở đây? Hử, đây là nhà của cậu mà. Mấy vừa nãy ở cổng vào có một thiên thần cơ mà. Thiên thần đó đêm nay sẽ hạ phàm trên giường của tôi để senpai. Cơ mà Rudy kết luận được rằng trong giấc mơ Luke đã không gặp Hitogami. Rồi đột nhiên cậu ta hét toáng lên khi nhìn thấy cái gì đó đằng sau Rudy. Quay lại nhìn, hóa ra Eris đang đứng đó. Cô ấy đã lén quan sát qua cánh cửa. Khi nhìn vào Luke, Eris tỏ vẻ không hài lòng và trở về phòng khách. Lẽ nào cô ấy đã lo lắng cho cậu ta nên mới đến đây? Rudy tự hỏi hay là Eris đã có hứng thú với Luke? Thế này có ổn không? Ổn không đây? Xin chờ đã. Tên nàng, xin hãy cho ta được nghe tên của nàng. Nếu được, cả địa chỉ và loại hoa mà nàng thích, cả mẫu đàn ông mà nàng thích nữa. Luke nói với tư thế định nhảy ra khỏi giường. Có vẻ cú đá lúc nãy của Eris chưa đủ để cảnh báo cậu ta. Bình tĩnh nào Luke Senpai, cô ấy sống ở đây đó. Nghe vậy Luke nắm lấy vai của Rudy, vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng. Rudius,
Cái việc nàng ấy sống trong nhà cậu thế tức là nàng ấy là người quen của cậu, đúng không? Nói đi, nàng ấy là ai? Cô ấy là Eris Grad, người đã trở thành vợ tôi mấy ngày trước. Rồi xong, những lời nên nói thì đã nói ra. Lực sững sờ, đau khổ cùng cực, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả được cảm xúc của cậu ta lúc này nữa rồi. Vậy, nàng ấy là người của cậu? Có thể nói là vậy đó, xin lỗi nha. Ủa, tại sao lại xin lỗi? Thì nếu bám theo câu chuyện của Austin, Rory nghĩ rằng cậu đã chia tách Lực và Eris, cảm giác như mình nhận được món hàng đáng ra không phải của mình vậy. Lúc này thì Lực cứ lẩm bẩm đi gì đó đại loại như phụ nữ tốt, trân trọng bla bla. Tóm lại cậu ta hiểu, Rudy xứng đáng với Eris. Giờ Lực thở dài và trở về với mục đích cậu ta đến đây, đó là nhờ Rudy hỗ trợ Ariane. Ngay lập tức Rudy đứng hình, hợp tác với Ariane chứ không phải là điều ngược lại sao? Cả Lực, Ariane và Perchut đều biết Rudy hiện đang là thuộc hạ của Austin. Thế nên nếu Lực là tông đồ của Hitogami thì nhất định cậu ta sẽ muốn Ariane lên ngôi mà không dính líu gì đến Rudy mới đúng chứ. Ma thuật và khả năng giao tiếp đó đã giúp cậu thắt chặt tình bạn với những người khó gần, sống sót sau một trận chiến với Long Thân, cũng như đủ chiến lực để được mời làm thuộc hạ. Ai ai cũng phải khâm phục. Mấy lời vứt ve của Lực khiến Rudy thấy ngứa ngáy. Nhưng nếu chúng tôi lôi cậu vào chuyện này, hạnh phúc của Sophie sẽ bị hủy hoại. Rudy cũng hiểu điều đó. Nếu cậu dính sâu vào chính trị thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Tuy nhiên đó là trước đây. Giờ cậu đã có sự bảo trợ của Long Thân, nó sẽ có sức nặng nhất định cho những kẻ muốn động vào cậu. Vậy nhưng mà, Lực im lặng, cúi đầu nhìn xuống với thái độ của một kẻ thất bại rồi nói tiếp. Aren-sama sắp từ bỏ đến chuyện thuyết phục Perjus-sama. Hơn 6 năm trước, bằng việc tích cực hoạt động ở Tam Đại Quốc Ma Pháp, chúng tôi đã chinh phục được rất nhiều quý tộc và những người có kỹ thuật. Họ đều có ảnh hưởng đến chính trị Azura, nhưng vẫn không đủ để tung một đòn quyết định được. Bởi dù sao, họ là những người đứng ngoài vương quốc Azura. Tuy nhiên, Perjus-sama là người có thể trở thành đòn quyết định. Ngài ấy xấu sức ảnh hưởng chính trị to lớn, lời nói có trọng lượng và có chiến lược. Nếu có ngài ấy thì con đường trở thành nữ hoàng của Aren-sama sẽ tăng vọt lên. Tất nhiên, về tính chắc chắn ta sẽ không thể biết được. Lực đang rất nghiêm túc, ít nhất Rudy cảm thấy cậu ta không nói dối. Perjus cần thiết cho Aren lên ngôi, chắc chắn là vậy rồi. Thế nhưng, xem ra kế hoạch ban đầu đã không thành. Dù vậy, kể cả không có Perjus-sama đi nữa, chúng tôi vẫn tin có thể thành công bằng cách nào đó. Thời gian chuẩn bị sẽ phải mất thêm một vài năm, nhưng dù vậy, tôi tin chắc cơ hội chiến thắng vẫn còn. À, xem ra đây là cách Lực, Aren và Sifri đang nghĩ. Chính vì thế mà ở tương lai, họ vẫn trở về Azura dù không có sự hỗ trợ của Perchus. Kết cục là cả nhóm chết thảm. Còn hiện tại thì sao? Austin đã nói tầm 20 ngày nữa tin tức nhà vua lâm bệnh sẽ đến Saria. Khi đó chắc chắn cuộc chiến chính trị sẽ nổ ra. Vài năm chuẩn bị không có dài được như vậy đâu. Từ đây Rudy rút ra một kết luận. Đó là Lực chưa nghe lời khuyên của Hitogami. Bởi nếu vậy thì cậu ta sẽ không ngây thơ mà nói ra cái từ mất thêm một vài năm để Aren lên ngôi. Thế nên tôi muốn có cậu ở bên chúng tôi để trở thành sức mạnh nòng cốt đảm bảo cho chiến thắng của chúng tôi. Nói cách khác, Rudy là phương án thay thế Perchus, nhưng tôi đâu có hiểu gì về chính trị. Ngoài ra có khả năng là tôi sẽ không hữu dụng nữa. Cậu là người có tầm cỡ hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã nghĩ. Chỉ cứ là chính mình thôi thì cậu cũng có sức ảnh hưởng cần thiết rồi. Cậu đã có mạng lưới quan hệ riêng, Perchus-sama, Long Thần, Ma Vương, một hoàng tử ngoại quốc, cháu của giáo hoàng thánh quốc Milis, tộc Dorodia, thất tinh tĩnh hương Nanahoshi. Chỉ với từng đó thôi, cậu đã có sức ảnh hưởng lớn rồi. Tôi sẽ không xin cậu cho phép chúng tôi sử dụng những mối quan hệ đó, chỉ cần giúp Aren-sama lật ngược thế cờ thôi. Miệng lưỡi tên này quá khôn khéo. Rudy cũng không biết cậu ta đang nói dối ở điểm nào nữa. Thực tế dù Lực không đến nhờ thì Rudy vẫn sẽ đến giúp Aren theo chỉ thị của Austin. Thế nên cậu muốn nhân cơ hội này xác thực rõ hơn về động cơ của Lực. Thế điều này là do ai chỉ thị vậy? Chỉ thị? Không, đây không phải là ý của Aren-sama. Cậu được ai đó khuyên sao? Là do tôi tự mình quyết định. Cái tên Hitogami nghe có quen không? Hitogami, tôi có nghe qua ở nơi của Perjus-sama. Thế thì sao? Vẫn quá mơ hồ, tạm gác lại vấn đề này vậy. Cho dù tôi có sự hậu thuẫn của Long Thần, vẫn có khả năng mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, Austin có rất ít sức ảnh hưởng ở một vài quốc gia, chẳng hạn như Asura. Chưa kể người ta còn chưa biết Long Thần hay Thất Đại Liệt Cường bá đạo cỡ nào nữa. Không lạ gì nếu một ngày đẹp trời, có một tên ất ơ nào đó đến ám sát gia đình của Rudy. Đã có Leo, nhưng Rudy vẫn chưa tin tưởng lắm vào khả năng thủ hộ của nó. Nghe đến đây Lực gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Rudy với thái độ cương quyết. Thế nên bây giờ đây, việc này cho dù khó nghe, nhưng tôi muốn Aren-sama lên ngôi nữ hoàng, bất chấp hạnh phúc của Sophie có thể bị hủy hoại. Ánh mắt của Lực rất dữ dội, nó như kiểu để đạt được mục tiêu, cậu ta nguyện vứt bỏ tất cả, cho dù là thiên thần tóc đỏ Eris. Rudy không thấy khó chịu khi Sophie bị coi thường. Ngược lại, Lực khiến cậu nhớ về Ruchek. Ok, hỗ trợ thì đằng nào cũng phải làm rồi. Nhưng trước mắt cứ hỏi Austin cái đã, bởi có lẽ tất cả việc này là kế hoạch của Hitogami.
Vì lý do nào đó mà hắn muốn Rudy đứng về phe của Aryan. Để tôi bàn bạc với mọi người trước đã nhá. Nghe vậy, Lức tỏ ra nửa khóc nửa cười và ủ rũ rời khỏi phòng. Chắc hẳn cậu ta đã chuẩn bị tâm lý nghe lời từ chối trước khi đến đây. Giờ được một lời hứa hẹn của Rudy cũng coi như là thành công rồi. Khi cậu ta đi ngang qua hành lang, Leo lập tức gầm gừ đề phòng. Aris cũng ngó đầu ra nhìn. Thấy vậy, Lức từ tốn làm tư thế tạ lỗi. Thưa phu nhân, xin thưa lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Hẹn một ngày nào đó gặp lại. Lần sau, ngươi sẽ được đối xử như một vị khách. Aris nói trong khi khoanh tay đầy kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt thì hơi xấu hổ. Có lẽ cô ấy thấy ăn năn khi đánh ngất xỉu khách của Rudy. Nhìn bóng lưng cô đơn của Lức từ đằng sau, Rudy cảm giác như cậu ta là một người làm công ăn lương mệt mỏi vậy. Phù, thở phào một hơi, cậu quyết định sử dụng chiếc nhẫn để liên lạc với Austin. Ngay ngày hôm sau, có một lá thư gửi tới với lời nhắn đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Bước vào bên trong, Rudy trông thấy Austin đang khoanh tay lại chờ đợi. Tư thế đó như thể nói rằng ta đã đợi người lâu lắm rồi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rudy cảm thấy hơi có lỗi vì bắt sếp phải chờ đợi. Tôi tới muộn rồi. Không, ta vừa mới tới thôi. Hai người chào nhau như một cặp đôi đang hẹn hò. Sau đó Rudy nhanh chóng báo cáo toàn bộ những gì đã xảy ra trong một tuần qua cho Austin. Đầu tiên là Leo, có vẻ nó không có vấn đề gì rồi. Austin thậm chí đã tỏ ra ngạc nhiên khi Rudy triệu hồi được cả thánh thú. Nếu là nó thì gia đình ngươi chắc chắn sẽ được đảm bảo an toàn. Thế đấy, không ngờ Leo tài dầm lại vĩ đại như vậy. Thậm chí nó còn được đánh giá cao hơn cả mấy tinh linh nhân tạo như Arumanfi. Rudy cũng cười thầm khi nghe Austin lẩm bẩm. Quả nhiên, con của Rosie rất đặc biệt. Chuyện thứ hai Rudy báo cáo là Cliff sẽ hóa giải lời nguyền cho Austin. Cậu cũng kể luôn việc nói xạo với Cliff rằng tôi bị ép phải làm theo Austin bởi vì hắn dùng gia đình tôi làm con tin. Nghe đến đây, Austin thể hiện thái độ thông cảm, dù sao hắn không phải người sống vì sĩ diện. Sau đó Rudy bị khiển trách vì đã không liên lạc với Aryan suốt 10 ngày qua. Cậu lúng cuống giải thích là vì bận lo cho vợ trẻ con thơ, sắp xếp cho Aris và Leo nữa. Nói chung đó cũng chỉ là ngụy biện thôi. Rudy hiểu mình đã hơi lơ là công việc rồi. Trong thời gian qua, Austin có tới gặp Precious một lần để nhờ ông ta hỗ trợ Aryan, nhưng xem ra đã bị từ chối. Precious đã ngoan cố tuyên bố cho tới khi xác định được Aryan xứng đáng trở thành nữ hoàng thì ông ta sẽ không hành động. Đúng là truyền nhân của bác hữu đa, sợ thì sợ đấy nhưng vẫn kiên cường đến cú đấm cuối cùng. Vấn đề thứ ba, chuyện của Lux. Austin rơi vào trầm ngâm một lúc rồi nói, có lẽ phải giết Lux. Hờ hả, giết sao? Rudy muốn run cả chân. Chúng ta nhất định phải giết cậu ta sao? Austin tiếp tục trầm ngâm một lúc, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ. Ta không biết tông đồ của Hitogami sẽ làm những gì. Nói cách khác, tông đồ của Hitogami là một biến số khó xác định nên cần phải bị diệt trừ. Rudy lập tức cảm thấy bất an. Lực rất quan trọng với Aryan. Nếu mất đi cậu ta thì cô ấy có đứng vững được không? Chưa kể, Rudy cũng chưa chuẩn bị tâm lý để giết ai đó nữa. Nhưng nếu cậu ta trở nên nguy hiểm và có hại cho người nhà của Rudy, cậu quyết định sẽ không nhân từ. Ta vẫn chưa biết liệu cậu ta có phải là tông đồ của Hitogami hay không mà. Đó là những lời nói chứa đầy hy vọng. Thế nhưng Austin lắc đầu. Không, nếu hắn gặp ngươi vào đúng lúc này thì rõ ràng là vậy rồi. Việc đàm phán với Precious còn chưa xong hẳn và thông tin nhà vua còn chưa tới. Thế mà trong lúc này hắn lại đến gặp ngươi. Ta có thể thấy được rõ ý định của Hitogami. Giọng điệu ở câu cuối của Austin tràn đầy sự căm phẫn. Nếu thế, tại sao cậu ta lại nhờ hợp tác với Aryan? Đáng lẽ không phải là điều ngược lại sao? Nếu hắn không muốn Aryan trở thành nữ hoàng thì đáng ra tôi phải bị khuyên ở lại đây chứ. Mục tiêu của hắn là thao túng ai đó ở vương quốc Asura và khiến ngươi rơi vào bẫy. Hitogami hiện tại không thể thấy được ngươi, vậy nên hắn đang sử dụng Lux. Hắn muốn quan sát mọi hành động của ngươi giống như là nghe âm thanh qua một bức tường. Ồ, hóa ra Lux sẽ là kẻ theo dõi. Nói cách khác, trong nước đi lần này, Hitogami muốn dụ Rudy đến Asura để kết liễu cậu. Rất tiếc, để tránh rủi ro có thể xảy ra trong chuyến đi, tốt nhất là nên loại bỏ Lux. Nhưng mà, liệu việc đó có làm ảnh hưởng đến Aren-sama hoặc những người khác không? Nghe đến đây, Austin tỏ ra ngạc nhiên. Đúng vậy, hắn chưa lường đến việc cái chết của Lux có thể khiến Aryan suy sụp và mất đi động lực trở thành nữ hoàng. Khi biến Lux thành tông đồ của hắn, Hitogami có thể đã tính đến chuyện này bị bại lộ và đang thách ngài Austin hoặc tôi giết Lux. Trong khi nói vậy, Rudy cẩn thận quan sát vẻ mặt của Austin. Dù có bao nhiêu lần gặp hắn đi nữa, cậu vẫn không hết sợ. Đúng là cũng có khả năng đó. Đối với Aryan mà ta biết, Lux là một kẻ rất hữu dụng. Nếu hắn không còn ở bên, có thể Aryan sẽ không thể trở thành nữ hoàng. Xem ra Austin đang ở thế khó xử. Cuối cùng hắn quyết định tạm thời để Lực được tự do hoạt động. Cũng tốt thôi, dù sao cậu ta cũng là bạn thân của Siêu Phi và có hàng với Rudy. Cậu không muốn cô ấy rơi vào thảm kịch, chồng của mình giết bạn thân của mình chút nào. Nghĩ đến việc phải ký vào tờ giấy ly hôn, Rudy cảm thấy đau cả dạ dày luôn rồi. Ok, chốt sổ vấn đề của Lực. Giờ thì, ngài có kể với tôi trước kia là Hitogami không thể thao túng được nhiều người phải không? Vậy chính xác hắn có thể thao túng được bao nhiêu người? Ta không chắc lắm, nhưng trước kia ta từng chiến đấu với ba tông đồ cùng một lúc. Vậy nên, có lẽ giới hạn là 3 người. Việc này khó đây, cái này chỉ là suy đoán.
Vậy lỡ hắn có thể thao túng được hơn số đó? Chỉ có 3 kẻ chuẩn bị giết ta và sau đó thì không còn ai nữa. Vậy nên chúng ta có thể nghĩ rằng chỉ có 3 người. Ngài từng chiến đấu với ai? Chúng gồm có kiếm thần, bắc thần và một tên ma vương. Nán ý, Austin đã giết tất cả họ. Hai người trong thất đại liệt cường và một ma vương, quả đúng là người mạnh nhất thế giới. Không biết tại sao lại chỉ tối đa 3 người. Có thể là bởi đó là giới hạn năng lực nhìn thấy tương lai của hắn. Tức là Hitogami có thể thao túng vô số người, nhưng hắn chỉ có thể thấy được tương lai của 3 người cùng một lúc. Mà hắn lại là một kẻ thận trọng nên sẽ không bao giờ mạo hiểm xa những con hàng mình không hiểu rõ. Vì vậy Hitogami luôn giới hạn số người hắn thao túng ở con số 3. Hóa ra là vậy, tôi nghĩ rằng khả năng rất cao là có một tông đồ ở vương quốc Asura. Đúng thế, Austin cũng gật đầu đồng tình. Nếu Hitogami muốn ngăn cản Aren lên ngôi thì hắn chắc chắn sẽ thao túng kẻ thù mạnh nhất của cô ấy. Có thể là đại thần Darius hoặc là đại hoàng tử. Hay, chơi với tên nhân thần này mệt ghê. Mặc dù Austin đã nói nhờ có Leo nên gia đình Rudy sẽ an toàn, nhưng cậu cũng sợ khi nghĩ đến việc Cliff hoặc Chernobyl bị thao túng. Để an toàn, cậu quyết định sẽ dặn mọi người tuyệt đối phải đề phòng kẻ tự xưng là Hitogami hoặc nhân thần. Bỏ qua vấn đề đó thì, để Aren trở thành nữ hoàng, tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của Perchut. Việc này được chứ? Ừ, đừng mất cảnh giác trước tông đồ của Hitogami. Ok, bước tiếp theo đã được quyết định. Cuộc họp kết thúc. Rudy trở về với một chiếc áo choàng ma thuật màu xám. Nó là thứ được Austin cho vay. Thực tế Long Thần không keo kiệt như vậy đâu. Hắn có nói là cho, nhưng Rudy từ chối nhận vì sợ mang nợ nhiều quá. Mà Rudy khá nghi với màu xám của chiếc áo choàng. Cậu cũng hay mặc trang phục có màu gần giống như vậy. Austin tâm lý ghê. Về tác dụng, nó có khả năng kháng ma thuật và kháng lưỡi kiếm đáng kể. Austin nói rằng đây là một vật yểm ma lực từng có trong một mê cung từ thời xa xưa. Khi mặc nó, trọng lượng của ta sẽ giảm đi một nửa và có thể di chuyển nhanh như gió. Với một kẻ không mặc đấu khí như ngươi thì nó rất là hợp đấy. Vâng, một con hàng tuyệt vời ông mặt trời. Ngài có biết nó có giá bao nhiêu không? Trong mấy ngày qua, ta đã lấy chúng từ trong kho tàng trữ của Long tộc. Nếu ngươi bán nó đi thì sau này ta, dù sao nó cũng để bảo vệ cho ngươi thôi. À, đó là lời cảnh báo không được bán. Xem ra trong kho tàng trữ của Long tộc có đầy những thứ như thế này nhỉ? Ok, lần nào gặp sếp cũng có qua. Rory chở Austin và tí tởn đi về. Đã đến lúc lên đường đến chỗ của Perchut rồi. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.